quý vị, ngày 29 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 6603 về việc hướng dẫn công dân vào thành phố Đà Nẵng. Theo đó, công dân đến về từ các khu vực, tổ, xóm, thôn, ấp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng trong vòng 14 ngày. Khu vực không phải là khu vực cách ly, phong tỏa, xã phường không đang áp dụng chỉ thị số 15, chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Khu vực không phải là khu vực nguy cơ cao, nguy cơ rất cao theo quyết định 2686 của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Ngoài ra, công dân phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu đến khi vào thành phố và thực hiện khai báo y tế bằng mã QR code. Thế nhưng, nhiều người chưa đủ điều kiện vào Đà Nẵng vẫn đến chốt kiểm soát cửa ngõ vào thành phố, gây ùn tắc cục bộ. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Khi thành phố Đà Nẵng tạo điều kiện cho công dân từ các tỉnh thành phố trở lại học tập và làm việc, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 6603, hướng dẫn rất cụ thể điều kiện cần và đủ để công dân được vào thành phố Đà Nẵng. Ba ngày qua tại các chốt kiểm soát ra vào thành phố, lượng người tăng đột biến. Đặc biệt là học sinh, sinh viên, người lao động ở tỉnh giáp ranh Quảng Nam điều khiển phương tiện cá nhân đến rất đông. Nhiều người đủ điều kiện theo thông báo thì được các lực lượng chức năng tạo điều kiện thông chốt. Đối với người không đủ điều kiện thì lực lượng kiểm soát buộc phải quay đầu. Riêng với các trường hợp như giáo viên, học sinh có đăng ký danh sách với ngành giáo dục thì được test nhanh miễn phí. Hôm nay tôi đến đây để đón con từ trong quê được ông bà đưa ra để về thành phố Đà Nẵng để chuẩn bị cho đi học lại. Thì việc đón thì được diễn ra rất là thuận lợi. Tất cả các anh em tại chốt cũng như là cán bộ y tế ở đây cũng hướng dẫn tận tình để chúng tôi hoàn tất các thủ tục để về lại địa phương. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên tại trạm cửa ô Hòa Phước, sáng nay rất nhiều người chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Kể từ khi lấy mẫu đến khi vào thành phố vẫn đứng xếp hàng qua chốt nên gây ùn ứ tại đây. Vì bản thân tôi chưa nắm bắt được cái quy định về cái việc phải có test nhanh âm tính và PCR âm tính khi vào thành phố. Thì ngày hôm nay tôi mới quay trở lại Đà Nẵng thì chưa cập nhật được thông tin. Thì bác anh quay đầu à? Đúng rồi, bên lực lượng chức năng đã yêu cầu tôi quay đầu và làm đưa test nhanh âm tính thì mới được vào thành phố theo đúng quy định. Đối với các trường hợp công dân từ thành phố Đà Nẵng vào tỉnh Quảng Nam thì lực lượng nhiệm vụ tại đây tạo điều kiện tối đa cho công dân thông chốt. Nhưng khi vào đến địa phận Quảng Nam, các chốt kiểm soát, tỉnh bạn cũng áp dụng quy trình quy định như Đà Nẵng là phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, mà tại khu vực này lại không có điểm xét nghiệm COVID-19, nên buộc phải quay đầu trở lại. Khi trở lại thì Đà Nẵng từ chối thông chốt. Vì chưa đủ điều kiện nên nhiều người rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tất cả người dân khi vào thành phố Đà Nẵng là phải có kết quả. Tuy nhiên là có những người dân là rời thành phố Đà Nẵng đi về các địa phương. Và đi khi qua các chốt kiểm soát dịch ở Quảng Nam thì có những cái yêu cầu của địa phương Quảng Nam thì cũng phải có cái kết quả âm tính. Nhưng mà khi người dân mà không có thì các chốt trong đó Quảng Nam cũng không cho vào. Thì quay lại đây thì trên cái từ trường hợp mà linh hoạt giải quyết tạo điều kiện cho người dân để mà họ vào thành phố, ra vào thành phố theo quy định. Theo dự báo, lượng người và phương tiện trong những ngày tới trở lại thành phố rất đông. Trong số đó có rất ít người hiểu rõ công văn số 6603. Hướng dẫn quy định công dân được vào Đà Nẵng nên sẽ xảy ra tình trạng ùn tắc tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Thiết nghĩ các ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông báo từ xa hoặc mở thêm điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 tạo điều kiện cho người dân các địa phương đi lại dễ dàng, thông suốt.